kỳ vấn đề gì về chất lượng sản phẩm là hoàn toàn có thể đổi mới cho mọi người trong vòng 1 tháng đầu tiên. Nên mọi người yên tâm sử dụng nhá. Pin của nó khi mọi người sạc đầy thì các bạn có thể sử dụng cho khoảng từ 3 cho đến 4 ngày. Trung bình là từ 3 cho đến 4 ngày và kết nối điện thoại được, có tiếng Việt, xài được cả cho iOS và xài được cho cả hệ điều hành Android. Cả hai hệ điều hành đều có thể sử dụng được. Chỉ nó có một cái điều đó là nó sẽ không gắn SIM được thôi mọi người nhá. Không gắn SIM và không có camera thôi. Nên là mọi người yêu cầu một chiếc đồng hồ có thể quản lý định vị nè, nhịp tim nè, huyết áp nè, đặc biệt là những bạn nào mà có người ba mẹ mình lớn tuổi hay phải đo huyết áp thường xuyên. Phải đo huyết áp thường xuyên đó mọi người nhá, thì cái đồng hồ này nó sẽ theo dõi luôn cho mọi người luôn. Rồi bao gồm cả oxy trong máu như thế nào nó có thể theo dõi cho mình luôn nè. Rồi nghe nhạc, rồi bắt đầu gọi điện thoại từ điện thoại kia kết nối với điện thoại trong vòng 10 mét nhé mọi người ơi. Rồi đạp xe, chạy bộ, rồi đi bộ, ui theo dõi mình hết luôn. Nhiều chức năng lắm. Cài bát rồi thay bát rồi ôi trời ơi, nó nhiều lắm mấy bảo ơi, nó quá trời. Hằng chị đưa cho mọi người sơ sơ mọi người coi cái những cái ứng dụng của nó nè. Đây mọi người ha. Những cái ứng dụng của nó là quá trời quá đất luôn đây nè, nhiều lắm mấy bạn. Rồi, đây là cái dòng đồng hồ Hằng lên dòng đồng hồ nữ trước nhá. Nhi chào tao cho cái liên chia lắm á. Ủa sao chưa khoản? Cái gì nữa là tuổi. Tuổi, tuổi của ta được chưa? Ta xem nha. Đây. Không ăn rồi đấy à? Chưa tối là trẻ. 520 yên. 500 bao nhiêu tiền mọi người cho mình hỏi một xíu nhá. Nó đang là bao nhiêu tiền ta? Đồng hồ cho bé tiểu học gần bé gần nhập học thì mới ra được mọi người ơi, bởi vì hiện tại bên này nhà nhãn hàng đang làm nhá. Đó. Ối, có 411.000 á. Ông nhà em một. Sao rẻ dữ vậy? Lý Vân thì máy phao chơi gờ. À cái này thì không có chống nước hoàn toàn nha mọi người. Cái này không chống nước hoàn toàn được đâu. Sao lạ. Đây, rồi cái đồng hồ này nha mọi người. Tặng cho mọi người nè, một chiếc vòng tay, một chiếc lắc tay. Bây giờ Hằng sẽ đeo toàn bộ lên cho mọi người coi thử nhá. Hai cái dòng này thì nó khác nhau hoàn toàn nha. Đây, nó khác nhau hoàn toàn. Hằng đeo lên cho mọi người coi thử nhá. Bắt đầu sẽ là từ đồng hồ đi tặng khai ra. Đi mà, tặng khai. Cái dây chuyền này thì thôi khỏi cần nha mọi người. Dây chuyền này thôi mình không có. Tặng cái dương của chúng ta là hả? Tặng cái dương của chúng ta là hả? Ủa đó này gờ, hôm trước cái dòng mà mình đã hôm trước mà Hằng đã lấy ra cái hàng đeo rồi đấy. Nhìn ra sổ đẹp bao nhiêu. Cái dòng mà hôm trước mà Hằng đeo mà mọi người cứ hay hỏi là cái dòng này nè. Đây mọi người nhá. Đó, đây là dòng này. Đó. Đi tả khai vào tay của trên bên tất sổ. Tay của trên bên sổ chú xỉn là 400 mấy mọi người ạ. Nó nếu như mọi người add voucher vô là đang có 400 mấy đấy mọi người ơi. Đi tặng khai sao? Một cái xếp bà 400 cho một set đúng không mọi người? Tên là cái chồng. Chưa chưa chưa. Chứ mà gì vậy? Chà nữ. Tên là gì vậy tiêu? 400 ngàn cho một set mọi người nhá. Nó sẽ là 400 ngàn cho một set, bao gồm một cái sợi dây chuyền, một cái lắc tay và một chiếc đồng hồ. Đó, đây là đồng hồ nữ nha mọi người ơi. Cái này là đồng hồ nữ đấy. Đây là đồng hồ nữ đấy. Giá của nó đang rơi vào là 400 ngàn cho một set mọi người nha. Dòng như vậy có nam không nán rồi? Có nam nha mọi người. Có nam. Nán rồi đi tả khai ra. Nán rồi tả khai ra. Tha thôi chỉ có liên chiên thì tôi hiểu vào. Nán rồi đây cho. Đây nha mọi người, có nam luôn mà 400 ngàn cho một set giống như thế này đây. Đây là thành công của man đây. Chà. Nó. Nghe ông Dịch Dương nói chuyện. Đây là được tặng thêm cái sợi dây chuyền nữa nha mọi người ơi. Rồi một chiếc đồng hồ như thế này nữa. Rồi có nam luôn nha. Có một cái dòng dành cho nam nữa. À, một set này nhá. Một set này là mọi người add voucher vô hình như đang còn khoảng tầm là 400 thôi ấy. Nó đang khoảng tầm là 400 ngàn cho một cái set này thôi nha mọi người. Một set này còn có 400 thì giá ok mà. Đây rồi dòng nam nào. Ê cái dòng nam hôm nay có màu vàng đẹp. Chưa liệu cái diễn sơ mà. Yeah. Cái dòng nam hôm nay có màu vàng đẹp quá nè. Cái màu này đẹp nè mọi người. Màu nam mà hôm nay có màu vàng nhìn sang nè mọi người nè. Dòng của nam này mọi người mà hôm nay có màu vàng nhìn sang nhá. Nhìn sang bạn nào mà da của mọi người mà không phải quá ngâm màu xương màu này ok. Các bạn nam nhá mọi người ơi. Đây. Đây là cái dòng dành cho các bạn nam. Được. Đó, đồng hồ nam nhé mọi người. Cái này không biết bao nhiêu tiền đây, chứ cứ tôi ở trẻ nó nán là tôi ở trẻ. Quan đâu là? Nán à? Nán là tôi ở trẻ. Quan đâu là nán là
Ui, cái màu vàng này kia. 419.4. Hơn 400 ngàn một xíu. Cái này hơn 400 ngàn một xíu. Ui, cái đồng hồ này đẹp nha mọi người. Đồng hồ nam này đẹp đấy. Cái này đẹp đấy mọi người ơi. Đẹp mọi người. Cái hôm trước là Hằng cầm chưa phải là màu này. Hôm trước Hằng mới cầm mấy màu khác thôi. Cái set 500 rồi hả mọi người? Vậy là hết voucher rồi đấy. Vậy là cái set đó hết voucher rồi mọi người nhá. Ồ, rồi hiện tại các bạn nam mọi người thử mua thử cái màu này đi mọi người. Cái màu này nhìn bên ngoài đẹp lắm. Nhìn trong hình nó cũng đẹp, à trong video quên lộn, trên line nó cũng đẹp mà ở bên ngoài nó cũng đẹp nha mọi người. 370 phải không? Chờ sao số 3 triệu xem bài chi đó. Nhi Khan chị thay diễn sơn áo có lại không bố? Chị thay diễn sơn áo có lại. Sô tỏ. Trời ơi, có 300 mấy thôi. Có 300 mấy thôi. Cái đồng hồ. Đồng hồ này đồng hồ pin nhá. Đồng hồ pin mọi người ơi. Một đứa dê xa ra đi dạy. Chỉ có được ở chứ cái gì vậy? Dĩ tả khai sao? Chỉ có sân năng ở chứ mà. Đây. Chỉ có là... Đó, hãy có cái kinh điển thường môn này. Trong cái link á mọi người là Hằng có ghim lên cho mọi người rồi. Nên là các bạn nào mọi người thích cái dòng nào mọi người đặt cái dòng đó nhá. Đây là đồng hồ nam mọi người ạ. Mọi người thích của nữ là các bạn hoàn toàn có thể gỡ cái ấy ra. Nhãn hàng có tặng cho mọi người kèm cái để mọi người tách mắt ra mọi người ạ. Mình tách mắt ra. Tại vì tay của mỗi người sẽ là gầy và tròn khác nhau. Nên là nhãn hàng có tặng cho mọi người cái đó để mọi người tách ra. Mình có thể tự tách được nhá. Đây nam thì các bạn sẽ có những cái dòng này. Ví dụ như nếu như mà là Hằng đó mọi người thì Hằng sẽ cái dòng này đẹp. Nhìn trời ơi nó khác liền. Cái màu vàng này mọi người ơi nó lên một cái nó khác liền. Cái màu vàng kim kim này nhá mọi người ơi, bên ngoài nó không phải là vàng khè đâu. Nó không phải là vàng khè như là vàng bên ngoài đâu mà nó vàng nhạt nhạt đấy, cho nên nhìn sang lắm. Ở bên ngoài nhìn sang lắm. Dép hình như có size rồi đó bà ơi, bà vô bà đặt thử dép xem có size rồi nhá. Đây, đây là những cái màu của nam nhá, một số màu của nam ha. Rồi chưa cơ cua là chấm bỏ. Chưa cua là của mình cua là của sao size của sản phẩm nào. Đây chưa cua là. Thằng để trong giỏ hàng cho mọi người. Mặt màu đỏ hồng hiện tại không có. Còn một cái set này nè mọi người. Set này mà hồi nãy á, là có vòng tròn là nó còn khoảng tầm hơn 400. Còn bây giờ không biết là nó còn bao nhiêu rồi. Không biết mọi người lên hết vòng tròn rồi. Thằng biết không biết được như 500 rồi. Nguyên một set này nha mọi người là khoảng tầm 500 ngàn đấy. Nguyên khoảng gì có 3 rồi. 80 suất cuối cùng hả? 30 cơ cho nhau 30 cơ mà. 80 suất cuối cùng. Cái này hiện tại là 80 suất cuối cùng hết hàng nha mọi người. Các dòng nữ chúng mua biết hăng mà. Ủa trên trường trí buôn thì trên đây hăng cơ. Ta xong ý là nó ngờ ngoài này. Nó ngờ ngờ. Đây. Chứ cứ khởi siêu mà. Chứ dùng khởi siêu toàn đó. Nên cái siêu toàn là dấu sung đó, sung sợ. Cái dòng của nữ này cho mọi người thì nhãn hàng có tặng cho mọi người cái để mọi người có thể điều chỉnh dây được. Cái để mọi người điều chỉnh dây nên là mọi người cứ yên tâm là nó bự, nó nhỏ mình về có thể điều chỉnh được nhá. Hôm trước hàng cũng phải điều chỉnh cắt bên mắt đi mà. Đó, đây nha mọi người. Mình không làm được, mình nhờ chồng mình làm cho. Bạn nào không biết làm, mình nhờ chồng mình làm dùm là được rồi. Nguyên một set này hiện tại này đang còn là... Mọi người cho hàng hỏi set này bao nhiêu tiền mọi người ha? Set này bao nhiêu tiền mọi người? Mã 5 hả? Mã số 5 để Hằng xem nào. Đồng hồ năm là đồng hồ nam là đồng hồ thường á mọi người. Có cái dòng đồng hồ nó trùng là dùng cái năng lượng đó, không dùng tiên sứ đó, hiểu không? Đồng hồ cơ chắc hôm nay Hằng không like. Chi tiết biểu là. Ờ, chính thiên hiểu mà. Ờ, hôm nay không có đồng hồ cơ, nhãn hàng có đấy nhưng hôm nay Hằng không like đồng hồ cơ mọi người ơi. Nhãn hàng có để Hằng hẹn mọi người hôm khác nhá. Rồi cái này Hằng ghi lại cho mọi người đồng hồ nữ nè. Một set này hiện tại đang còn tài khoản của Hằng là còn 423. Hằng không biết mọi người đang mua bên đó là bao nhiêu một set này nữa. Đây là 50 combo. 50 combo cuối cùng là hết hàng nhá. 50. Ừ, 50. 50 combo cuối cùng là hết hàng nha mọi người ơi. Đã hết hàng luôn đấy. Hết hàng, hết kho ở Việt Nam là hết hàng. Đây còn 50 suất cuối cùng combo này nhá. Combo cái đồng hồ này nhá. Đấy. Đây ha, một cái set giống như thế này được đi kèm với một cái sợi dây chuyền nè và đi kèm cùng với cả một cái lắc tay nữa. 423 vậy là đúng cái giống rồi. Hàng cũng vậy, hàng đang mua với giá 423 nè. Có bà 411 kìa, 412. 30 phải không? San san số số mà. 40. Chưa đến 30. Đây mọi người nhá, cái này thì hiện tại là một set này giá gốc của nó thì cũng hơi cao. Nhưng mà hiện tại sau khi mọi người add voucher vô thì nó đang còn là cái giá khoảng tầm là 400 hoặc là 410 mấy cho đến 420 mọi người ạ. Hết vàng xanh hả? Hết vàng xanh là vậy là hết đấy bạn. Trong nhãn hàng còn bao nhiêu là còn bấy nhiêu thôi mọi người ha. Vô màu trắng hả? Nữ trắng hay là nam trắng mọi người ơi?
nữ trắng hay nam trắng? Mọi người cho anh hỏi một xíu nhé, là nữ trắng hay nam trắng? Mọi người muốn hỏi mẫu nữ hay là nam vậy mọi người? Nam hả? Nam đâu? Tham gia nam đâu? Nam. Nam. Nam đâu? Nam bãi sơ đâu? Chưa, thấy chưa? Chỉ hộp 20 ra. Chưa có 20 hộp cuối cùng nhé mọi người. Đã ôi. Đây, nam trắng nè mọi người ơi, nam trắng nha. Nam trắng. Đây là nam trắng. Không, à, đây 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 cái mà hôm trước hàng đeo là đúng vô đây đây đúng rồi. Điện gì thì mới à, trong giỏ không có mọi người ơi, trong giỏ không có. Đồng hồ nem dây da này mọi người, đây đồng hồ nem dây da đây đây mọi người nhá, đây là đồng hồ nem dây da nhé mọi người. Cái này bao nhiêu tiền ta? Chưa có tố ở trà, chưa có tố ở trà, 438 ngàn đồng hồ nem dây da nhé mọi người. Đây là đồng hồ nem dây da này. Đây là nam da. Chú bây giờ da nữa sao mày chủ được sự. Nam da mọi người ạ. Đây là đồng hồ nam da này. Đó. Đó. Nữ mọi người. Nên cái nhũ khẩn nên cái đĩa. Ui cái hộp của nữ hết rồi. Hộp của nữ hết hàng rồi mọi người ơi. Mấy là chứ mà. Nán đã. Nán đã. Rồi nán đã chưa khoảng. Nam dây đá. Nè, chuyến ná cô lại chưa cơ. Thì hồi 120 ra đi rồi. Cái này là 120 suất cuối cùng, cái này hết. Chưa có yến sơ chứ mà. Đi. Hay sư chuyến bộ được yến sơ. Vũ sư đi của yến sơ, đó là lán sơ đó. Lán sơ chứ mà. Đây. Đồng hồ đá xanh. Chưa có thấy dụ tô sảo, chưa có dụ tô sảo mà. 120. Cái này là còn 120 suất hết hàng mọi người ơi. Cái đồng hồ này tôi hỏi chị. 219.4. Cái size mọi người mình có thể điều chỉnh được nhá. Nhãn hàng sẽ đưa cho mọi người một cái công cụ để mọi người về có thể tự điều chỉnh cái dây theo cái cỡ tay của tụi mình luôn. Cho nên là mọi người đừng lo nhá. Đây ví dụ như đây là đồng hồ nam size đá này mọi người này. Đồng hồ nam size đá này. À, đồng hồ nam dây đá này size. Ủa đâu có size ở đây. Đây mặt xanh nha mọi người ơi, mặt xanh nhá. Nữ combo kia nữ hết hàng rồi. Cái hộp nữ hết hàng rồi, hình như còn nữ lẻ thôi. Nên cái tan tủ tần nữ là mấy là sao mà? Tan tủ nữ hay hiểu không? Tan nữ là nhiều đấy, chị ạ. Đây mọi người ạ, à, đây là mẫu nữ nè, đây là mẫu nam nè. Cái này nó là đi theo cặp đấy. Nó đi theo cặp thông thường, hôm bữa là hàng bán theo cặp. Nhưng mà hôm nay là có bán lẻ nha mọi người. Những bạn nữ, các bạn mua lẻ nữ cũng được luôn. Như bà chứ cơ, bà phải thân ti đi cơ lên chiền, nám là ti ơ. Mã nam sẽ là lưng số 2, mã nữ sẽ là lưng số 1 nhé mọi người. Ví dụ như mã này, cái size thì nó sẽ không có size. Và các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được tùy theo cái tay của tụi mình nhá. Mình hoàn toàn có thể điều chỉnh được nè. Ví dụ như cái này thì đối với hàng thì nó sẽ rộng. Đối với hàng nó sẽ rộng cho nên là hàng về hàng là đều phải là làm nhỏ nó lại, chỉnh nhỏ nó lại. Còn đối với hàng hiện tại nó rộng nha mọi người. Đây, với hàng này nó sẽ rộng đấy. Các bạn sẽ được tặng đi kèm với dụng cụ để nới dây. Và cái này tốt chị ạ. Cái này có bao nhiêu cái ta, bao nhiêu tiền ta? 419 ngàn cho cái đồng hồ nữ nha mọi người. Đồng hồ nữ này hiện tại đang có cái giá đó là 419 ngàn. Mọi người áp vô trò vô xem có được rẻ không. Hằng thấy là cái giá này là đã có vô trò rồi đó mọi người. Không biết có bạn nào được rẻ hơn nữa không. 369 kìa.
369.000 nhé mọi người nhá. Rồi sản phẩm này thì khi nào mọi người về sử dụng có bất kỳ vấn đề liên quan đến chất lượng là nhãn hàng đều, đồng hồ này đồng hồ pin, nhãn hàng đều có thể là bảo hành cho mọi người được luôn. Nên là nếu như có vấn đề liên quan đến chất lượng, mọi người nhấn vào cái link sản phẩm của đồng hồ, có cái chữ liên hệ với cửa hàng, nhắn cho nhãn hàng là ok nhé mọi người nhá. Ừ, đây là đồng hồ nổ đang là 400 mấy đấy, 410 mấy ngàn cho một chiếc đồng hồ giống như thế này đây. Và nếu như mọi người muốn mua đồng hồ nam, ví dụ như mọi người người yêu hoặc là mọi người có cặp ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể mua cả cái combo này luôn, là một nam một nữ, ở trong lưng nam ở lưng số 2, nữ trong lưng số 1 nhá. Nam số tôi chả nam này vậy là nam cũng cũng giống luôn nha mọi người, giá của nam cũng được, đồng hồ xanh hết rồi. Nã cơ mấy là nã cơ mấy là cái thứ này cái gì đấy là mấy là nã là hai trăm rưỡi khối 60. Cái đồng hồ nam là còn 60 chiếc cuối cùng nhá mọi người. Đồng hồ nam là 60 chiếc cuối cùng, chưa còn nhỉ đó. Nhỉ đó. Cái bây giờ nữ mọi người, nữ vẫn còn nhá. Nữ trong lưng số 1, nữ hiện tại đồng hồ xanh nam hết rồi hả? Nán được A khoản mấy lạ? Để hàng xem nào. Nán được A khoản. À, ôi, đồng hồ xanh nam chưa có mấy lạ. Cái màu vàng này. Màu xanh nam hết rồi. Xanh nam hết rồi. Hết ba cái màu rồi. Cái màu vàng nán rồi. Cái màu của nam mà cái màu vàng này sang lắm. Cái màu của nam á mọi người ơi, cái màu vàng đẹp lắm. Hàng nhìn bên ngoài hàng thấy cái màu vàng nó sang khủng khiếp sang luôn đó mọi người, nó sang lắm. Ừ. Ê, cái này đẹp, chơi cơ nè. Nhiều á, em nhúng thẳng, có chơi điểm nó chơi điểm gì. Ê, cái màu nữ này đẹp lắm mọi người. Trời ơi, bạn nào trắng trắng đeo cái màu này phải bao sang luôn á. Đáng hoài mọi người có thể để ý luôn, mấy cái dòng đồng hồ của hàng nó đều là những cái màu mà màu vàng vàng như thế này. Đây, mọi người coi nhá. Trời ơi, đẹp quá. Nguyên một cái set này đẹp ghê á, mọi người mua về vợ một chiếc, chồng một chiếc nè. Chồng một chiếc, vợ một chiếc nè. Đúng rồi, dòng đồng hồ nam và đồng hồ nữ này đi cặp này mọi người nhá, đi theo cặp nè. Nè, nữ này nam này mọi người coi nhá, nữ và nam. Đây 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 đây. Ui. Cái này cái set này đẹp ghê á. Cái giá gì ra? Chưa có diễn số họ khăn nó. Nó không phải là nó vàng khè nhưng mà nó rất là sang. Nó rất là sang, cái màu này rất là sang. Các bạn nữ mọi người ơi, trời ơi nó tòi ra được một cái màu này nữa. Một chiếc là hơn 400. Mọi người ạ, một cặp là khoảng tầm 800 ngàn hơn một xíu. Nếu các bạn nữ mọi người ơi, mình mua nữ không, các bạn có thể nhìn thấy trên cái tay của hàng đeo hiện tại nha, nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp luôn. Trời ơi, cái này là mình hốt rồi nè, cái này là hàng hốt chắc rồi. Hàng hốt chắc cái đồng này hồ này luôn. Đây nhá mọi người, đây là nữ nhá mọi người ạ. 400 mấy đấy. Nó là đây là khoảng tầm là hơn 400 một xíu nhá. Còn nam nè, mọi người coi nam nè. Đây hàng đeo lên cho mọi người coi, các bạn sẽ nhìn mình đeo hàng đeo cặp nhá. Hàng đeo cặp này mọi người thấy nè. Đó, đây là nam, đây là nữ. Trời ơi nó sang lắm. Cái này nó sang lắm mọi người ơi. Đây đây đây, một nam một nữ nhá. Cái màu có chống nước mọi người ơi. Nam hết vàng, nã nó khoáng như mấy nữa. Trời ơi, nam hết vàng luôn rồi. Nam hết vàng rồi, nữ còn vàng không mọi người ơi. Các bạn nữ nào mọi người đeo vàng phiên bản màu cuối. À, bởi vì là phải trên người mình là được. Ê, mấy bà ơi, cái phiên bản thời trang là có cái hộp đẹp nè. Cái hộp đi kèm đẹp nè và được tặng thêm một cái lắc, đó là phiên bản thời trang nhá, trong cái linh nữ mọi người. Còn nếu mà mọi người mua lẻ cái đồng hồ không là nó có 374 thôi. 374 cho một cái đồng hồ này, nếu như mọi người không cần lắc, mọi người mua lắc các thứ thì nó mới là hơn 400. Nó mới là 440 mấy nè. Còn nếu như mọi người mua lẻ cái đồng hồ thôi, không biết có phải do tài khoản của hàng không ta, sao thấy rẻ chữ vậy. Sao tài khoản của mình chưa mua hàng lần nào sao mà còn có 374 vậy trời. Đây mọi người nè, nó là cái màu vàng gold, nhưng cái gold này nó không phải là vàng khè. Nó không phải là vàng khè. Bây giờ hàng sẽ nói là mọi người nhìn trên tay hàng màu gì ở bên ngoài nó là màu đó. Đúng không ta? Đúng rồi. Đúng rồi, nó không bị chói màu. Trên tay của hàng màu gì ở bên ngoài là nó sẽ là cái màu đó nhá mọi người. Bây giờ nha, đây hàng chụp cam tường cho mọi người coi ở cái chỗ mà bóng tối nha. Đây. Đây.
Đây đây đây, hàng chục kem thường cho mọi người ở cái bóng tối đấy mọi người ạ. Nó không phải là vàng khè đâu. Cho nên là mọi người sử dụng cái dòng này lên, mọi người không có lo là cái tay của mọi người nó sẽ bị đen. Mọi người nhá, nó không phải là vàng khè mà cái màu của nó là cái vàng kim kim. Cái màu của nó là cái màu vàng kim kim. Đây là hàng để sai mọi người nhìn thấy nhá. Nó cái màu của nó còn ít vàng hơn là cái màu của cái này cơ mà. Mọi người ơi, cái màu của nó còn nhạt hơn cái màu này cơ mà. Nhạt hơn luôn. Đấy cho nên là cái này đẹp nhá mọi người. Chúng mà quán à. Chưa bắt về. Cố sầu cơ là. Ừ. Chẳng hình nhờ phong nhiên hình. Đúng của ba mà. Hết nem vàng rồi phải không mọi người? Hết nem vàng rồi. Hết nem vàng rồi mọi người nhá. Nữ vàng đẹp. Cái này là hàng phải đeo thôi. Đẹp quá, cái này đẹp, cái này phải đeo thôi. Cái này phải đeo. Hàng có mua một cái dòng đồng hồ mà nó 2.580 nhân dân tệ một chiếc. Và nó cũng là cái màu giống như thế này nhưng mà nó nhỏ hơn một xíu mọi người ạ. Nó nhỏ hơn, cái mặt của nó là mặt vuông còn cái này nó là mặt tròn mọi người ha. Đó mà cái màu thằng đáp là thằng thích những cái màu cái giống như này. Một đeo đi nhìn nó sang, nhìn nó rất là sang luôn mọi người, nó không bị già nha. Ừ, đó nem hết rồi mọi người ơi, mã nem màu vàng hết rồi. Đúng rồi, mã nem vàng hết rồi mọi người, mã nem A hết rồi. Để hàng xem nào mọi người đang còn mã nào nào. Nán khoản đó, cho dân lý khoản đó. Mã nam nhìn nhìn mã nam mọi người ơi, mọi người muốn lên mã nam màu gì ấy? Nó là mấy là thân đúng nướng trao khu sớm ạ. Như với đây cho dù khác ạ. Thân đúng nướng trao khu sớm. Nướng nướng trao khu sớm. Nướng nướng gì ạ? Lẹ bởi chứ bà là nữ mã vàng hả mọi người? Cái link đăng kim này, mọi người nhấn vô cái link đăng kim nhá. Mọi người đặt cho hàng chữ mua với vòng trò mà. Trời ơi, chết rồi. Mã vàng hết luôn rồi. Còn mỗi mã vàng phiên bản thời trang mà có đi kèm cái hộp với cả cái dây lắc thôi. Ní khoản cho cái tan tủ tờ ní khoản về mấy khô lọc. Ừ. Mọi người đợi hàng xíu để hàng thêm nhá. Hàng kêu nhãn hàng thêm nhá. Nấn ra mà. Nấn ra bộ. Mọi đợi xíu để hàng báo nhãn hàng thêm nhá. Báo nhãn hàng thêm. Cái màu vàng đẹp lắm. Mà cái này nó nguyên một cặp nán khoản về mấy lọc. Ừ. Nấn ra mà. Ăn rồi nấu một nấu trà. Nếu như mà để mà hàng đẩy hàng sẽ bảo mọi người đặt cái combo này. Nam nữ mọi người ơi. Nam mã A hả? Nam mã A. Đi chưa tính cái sao nán của Phan ạ? Nán là tôi khu dưới hai đứa sư cơ. Nam hết thẻ. Không biết chơi gì. Nam mã A hết hàng rồi. Trời ơi, Nam còn đúng mã C thôi. Mã C nè mọi người. Mã C là mã này phải không ta? 不对，陈博，是不是这个颜色？不对，是不是这个？啊？不对，不对，你找这个颜色，你找一下看看有没有。然后马nam hết trơn rồi mọi người ơi, mã nam hết trơn rồi còn đúng một màu luôn mà. Hôm nay bán đồng hồ khủng khiếp luôn. Đồng hồ cơ hôm nay hàng không like mọi người ạ. Mã B hả? Để hàng check thử xem mã B nhá. Trời ơi, đồng hồ nó hết hàng kìa. Mọi người có cần lên đồng hồ da không mọi người? Còn một kìa, đồng hồ nam còn đúng một chiếc. Đồng hồ nam hết hàng đấy mọi người, hết tất cả các màu luôn mà. Chống nước, mọi người ơi, sản phẩm này chống nước. Chống nước mọi người nhá. Dây da nhá, vậy là bây giờ chỉ còn sản phẩm dây da thôi. Dây da này mình chưa tính ra chưa cơ. Dây da. Đồng hồ nam chưa cơ phí là nán chưa bạn? Phí đấy. Đây mọi người ơi, đồng hồ nam. Đồng hồ nam nhé mọi người ạ. Đây là đồng hồ nam nhá. Hiện tại để hàng xem nó đang có là hiện tại đây là màu đen này, đồng hồ nam màu đen này. Ui cái mặt này đẹp thế. Cái mặt màu này đẹp này mọi người ơi. Ui cái màu này này mọi người mua cái màu này đi. Mọi người mua cái màu này đi đẹp lắm. Đấy, đây này cái màu này này. Nó xanh, nó không phải xanh mà nó đen, nó không phải đen. Ê, nó đổi màu. Ê, chứ cái giỏ xe sư nướng biên xưa rồi ô. Chứ nó chả đậm của nó chứ. Chứ nó chứ cái phang xe sư y cơ yến dân này, cái phang xe sư y cơ yến dân rồi ô. Mấy hiểu à. Sư mà. Mấy sư. Sư cảm thấy yếu điện lãng, yếu điện. Thái trình mẹ yếu điện lãng quá. Ờ, cái bề mặt của cái kính đó mọi người, nó có cái ánh sáng màu xanh xanh nhẹ nhẹ. Nó làm mình tưởng như là nó bị đứng, nó cái màu bên trong nó đổi màu ấy. Ê mọi người nè, nó có một siêu ánh sáng nhẹ nhẹ màu xanh xanh đó mọi người.
Ê, đúng rồi, cái dòng này nó có một xíu ánh sáng nhẹ nhẹ màu xanh. Nó làm cho đôi khi mà hàng tưởng đâu đó đổi màu. Nếu như mà đồng hồ này mọi người mua cái phiên bản cái này hàng xem mã mấy nhá, thì chưa tính ra chưa cơ là mấy hộp. Đấy hàng xem mã mấy, thì cha chưa tính cái biện. Đồng hồ này vàng, ngắn khoảng đờ, đến cho giao ngắn khoảng đờ. Tuy à, nó là 300. Để hàng xem cái này đang mã mấy. Cái này hình như nó đang là mã C. Mã C. Ủa? Cái này nó là mã C hay mã D ta? À mã C nha mọi người ơi. Chứ cơ sư sư si đó, sư sư. Chứ liền cơ sư lên đó. Chứ sư lên đó. Chứ cơ hôn bên sư hay đó, sư sư. Ngoài bên sư hay đó. Cái hàng đang cầm đây là mã C nhá. Nam mã C. C mọi người ạ. Nam mã C. Phóng sủi, à chống nước mọi người nhá. Nam mã C, máy trịt lông có like mọi người ơi. Nhưng mà hàng chưa like, hàng xíu nữa hàng vòng lại nhá. Nhưng mà máy trịt lông mà mọi người đang thấy cái giá nó tốt, nó khoảng tầm là 4 triệu tư trở xuống mọi người mua nhá. 4 triệu tư trở xuống là mọi người mua nhá. Rồi cái dòng sản phẩm này nha mọi người. Cái này ấy, mọi người, cái giá của nó sẽ đang rơi vào giá cỡ tốt sợ. Giá cỡ là y giang giá cỡ sư bái, tốt hảo. Ờ, thà chứ chỉ kể là 394. Bao nhiêu tiền đấy mấy bà, bao nhiêu tiền đấy mấy bà ơi. Nữ khoản là phí là dầu mà. Phí nữ khoản. Để hàng check thử xem có cái mấy ông? Không có hả? Mấy ông á? Mấy không có nữ, không có da nữ mọi người ơi, không có da nữ. Đây đây các bạn ơi, cái dòng hàng đang cầm đây mà ở bên ngoài cái ánh sáng của nó có xíu đổi màu ở trên lớp gương nhá. Thì các bạn sẽ mua là cái phiên bản đó là nam C. Nam C nhá. Hàng đang ghi mọi người đặt mã C nhá. Cái dòng hàng đang ghi mọi đặt mã C, giá đây là 430 mấy ngàn đấy mọi người ạ. 430 mấy ngàn. Những cái dòng này hết hàng rồi. Những cái dòng này hiện tại là đã hết hàng toàn bộ rồi mọi người ơi, hết trơn rồi. Rồi. 200 suất cuối cùng, cái này hiện tại là 400 mấy, mọi người cho hàng hỏi một xíu nhé. 200 rồi. Hàng ô chỉ tới giống nữ ta. Sang tự chỉ có có mã nữ, để hàng hẹn mọi người phiên like khác để hàng kêu nhãn hàng làm link cho mọi người nhá. Còn hiện tại của hàng ở đây da nữ không có. Hiện tại da nữ không có mọi người ơi. Đây nhá, mã nam này, hiện tại nó đang là mã nam 346 ngàn đó. Chỉ có 346 ngàn đó mọi người. Có tiếng Việt, cái đồng hồ kia có tiếng Việt nha bà. Đây, cái này là mã C nha mọi người. Nam C, hiện tại nó là nam C. Không ba hết rồi hả? Chứ có mấy la. Nã cơ mấy la. Ê, thì bài phao nó mới lớn cha hả? Cha mà đéo. Xem mã nào, không lên thêm được rồi mọi người. Đâu, mã C còn mà bà ơi. Hiện mã hàng đang gồng là mã C. Mã C vẫn còn hàng nha mọi người. Mã này nè, vẫn còn hàng nha. Hàng đang cầm đây là mã C. Rồi cái mã đen này nè, cái mã đen này, ê cái mã đen này hôm nay không có này. Cái mã đen da này hôm nay không có. Trong cái lần này không có mã đen da này. Rồi, cái mã đen da này hôm nay không có rồi mọi người ha. Rồi cái dòng này hàng để trong giỏ hàng nhá. Mọi người cần lên cái dòng nào nữa không ta? Không biết mọi người cần lên cái dòng nào nữa không biết nữa. Cái đồng hồ nữ màu vàng đẹp ghê á. Được rồi, chuẩn bộ khứ là ó. Cái đồng hồ nữ màu vàng đẹp lắm, nhìn kêu chéo ra chị ạ. À thôi, tôi để mai làm khéo. Bây giờ thời gian đâu mà khéo bây giờ. Sao này rồi? Khó sực. Cái khó sực lắm. Ôi cái màu vàng của Nam nó đẹp á, nó sang gì đâu á. Chị hồ 150 rồi ta. Trời ơi, cái đồng vàng của Nam nó sang gì đâu á mọi người. Đi kèm với cái đồng hồ nữ nè, bạn nào mà mọi người. Trời ơi, phải chứ còn hàng nha. Hồi nãy cái này không còn hàng chứ cái này là hết rồi đấy mọi người. Quy một cái combo màu vàng của cả mã nam lại mã nữ này sang cực kỳ sang luôn á. Sang lắm. Nó sang lắm mọi người ạ. Pass xài, xài là xài rồi. Xì tờ gạo. Thêm hàng mã tư hả? Mã tư không thêm được mọi người ơi, mã 4 hết hàng rồi. Mã 4 không thêm được nhé mọi người ơi. Không thêm được, nhãn hàng nói rồi không có hàng. Không có hàng, hết hàng tại kho là hết rồi nha mấy bạn, hết mất tiêu. Rồi, sai cậu rồi, hàng lên cái dầu gội đầu cho mọi người này. Đây, mới xoẹt chưa ạ? Hàng lên dầu gội đầu, mọi người cho hàng hỏi có bạn nào đồng hồ thông minh hả? Đồng hồ thông minh đợi hàng xíu hàng quay lại cho mọi người nhá. Chơi cái số biểu chi tiền chua ra tố nào ta nè chơi cả. Đi chỗ ra tố nào làm. Mọi người cho hàng hỏi đi, có bạn nào? Chú là 1600 là. 1600 là? Ông giác kìa. 1600 là, nắng hẳn như vậy đấy. Mọi người cho hàng hỏi là 1739 là. Có bạn nào mà mọi người ơi, mọi người cho hỏi là có bạn nào mà mọi người tóc của mọi người dễ bị bết không? Tóc của mọi người rất dễ bị bết, cực kỳ dễ bị bết luôn. Mọi người có không? Mọi người cho hỏi một xíu nhé. Đang nãy đi có leo cho la cho dấu con này. Cực kỳ dễ bị bết. Gội hôm trước hôm sau bết luôn. Rất dễ bị bết và đặc biệt vào mùa hè, đổ mồ hôi nhiều, đổ dầu nhờn nhiều.
Đây là hàng có một dòng dầu gội. Và hàng cũng sẽ có một cái dòng dầu gội của hàng Spec. Lâu dữ rồi hàng không lai lai lại. Rất là êm, bán chạy mà hàng quên không lai lại mọi người nhá. Bây giờ hàng sẽ test thử cho mọi người nha. Rồi. Đổ, đổ, đây là cái dầu nhá. Cái dầu này nó sẽ là liền có khoai rửa sẵn bỏ. Chuy nê biên nạ. Cái dầu này nó sẽ là cái dầu chuy nê biên nạ sẵn bỏ. Cái dầu này nó là cái dầu mà dầu dầu ăn. À không phải dầu ớt. Nó sẽ nhiều hơn cái dầu trên da đầu và nó nhờn hơn cái dầu trên da đầu của mọi người rất là nhiều. Và đây để hàng cho mọi người thấy được luôn là hàng sẽ đổ vô bên này một cái lượng dầu bên tay trái nhiều hơn so với bên tay phải của hàng nhá. Các bạn có thể nhìn cái lượng dầu ở hai bên, mọi người sẽ thấy được bên nào nhiều hơn á. Rồi bây giờ nè, mọi người thấy bên này hàng sẽ bỏ vô trong đây một cái lượng dầu gội đầu của thông thường. Và hàng sẽ bỏ vô bên đây một cái dầu gội đầu của hãng Spec. Đó, được không mọi người ha? Rồi. Khơi khẩu. Này bên chi phan đã mấy dụng khoai rồi mà. Nó mấy dụng, nó mấy dụng, nó mấy dụng, nó mấy dụng, nó mấy dụng. Ây da. Ok, bây giờ sẽ như thế này cho mọi người. Khoai tiền, khoai tiền. Đợi hàng lấy hai cái đũa hàng ngoáy một lúc để so sánh cho mọi người cho nó dễ. Chứ gì á? Chứ cái... Chứ chẳng tròn à? Ây da. Đây. Đây, 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 đây. Ăn thì mới liều cơ choan cả. Ăn thì mới liều cơ choan, choan cho mình nhé. Đây, rồi đây mọi người nhá. Rồi mọi người ơi, mọi người coi giúp Hằng nha. Là gì mong, gì mong. Nhì choan cho biết. Thằng ngoại, cho thằng bé nó ngoài bên này, thằng ngoài bên này nhá. 3 này, 2 này, 1 này. Nam nữ gì cũng dùng được hết trơn á. Đây nha mọi người. Wow. Đây. Mọi người có thể nhìn thấy được là hai cái màu của hai bên này nó hoàn toàn khác nhau đúng không mọi người? Hai cái màu của hai bên này là nó hoàn toàn khác nhau. Cái lý do tại sao mọi người có thể nhìn thấy được là à, cái bên này nó rất dễ hòa tan dầu và cái khả năng hòa tan dầu của nó cao hơn, nhanh hơn, mặc dù cái lượng dầu hàng đổ vô bên đây nhiều hơn. Bên này mọi người sẽ thấy là nó ít hơn. Ít hơn nhá. Rồi chân bốn đi bạn cho cái tao tiêu. Các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng giữa hai bên nha mọi người ha. Đó, cái bên nào mà cái màu vàng của nó càng trộn đều hơn, tức là cái dầu của nó sẽ được hòa tan một cách hiệu quả hơn. Cái dòng này, những bạn nào mà mọi người sử dụng nó dành cho tóc dầu sử dụng rất là hiệu quả. Nó làm sạch dầu tốt nha mọi người, làm sạch dầu rất là tốt. Và nó làm cho cái sợi tóc của mọi người nó được tơi ra. Nó tơi cái sợi tóc của mình ra rất là nhiều. Nhưng mọi người hay đặt một câu hỏi là có bị khô hay không? Có bị khô hay không? Bởi vì thông thường những cái sản phẩm mà mọi người sử dụng để hỗ trợ làm sạch sạch dầu trên da đầu nhanh á và sạch á thì nó sẽ dễ bị khô. Đúng chưa? Mới thấy một comment dễ bị khô tóc hay không nhá. Mọi người đợi hàng test lại cho mọi người một lần nữa một cái thí nghiệm như thế này. Một cái thí nghiệm như này hàng test lại cho mọi người lần nữa nè. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nhá. Sản phẩm này nó bổ sung những dưỡng chất cấp ẩm cho tóc và những dưỡng chất này sẽ rất dễ hòa tan vô trong tóc của tụi mình. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây và hàng sẽ như thế này nha mọi người. La 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 chân bộ là gì mà rất dễ hòa tan vô trong tóc của tụi mình. Đây, đây mọi người có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa hai bên nhé. Hàng để gần hai cái ly này cho mọi người coi này. Ở đây nha mọi người, ở bên dưới mọi người có thể nhìn thấy bên này nó đang rất nhiều dầu gội bên trong mà nó chưa tan hết nha mọi người. Đó, còn bên này chỉ cần ngoáy mấy cái là nó tan hết trơn rồi. Đây là cả hai cái đều ngoáy đều và thông thường là ở bên này là hàng còn ngoáy là nó lâu hơn cái bên kia nha mọi người. Ừ, mình có thể nhìn thấy được luôn về giữa cái chất của hai dòng dầu gội á, ví dụ nó đều khác nhau nha, cái chất của nó các bạn có thể nhìn thấy này. À, ví dụ như cái chất này và cái chất này nó đều khác nhau. Cái dòng này á là nó sẽ tự nhiên hơn, nó không có chứa paraben nha mọi người ạ. Và nó là cái dòng dầu gội tự nhiên và dễ thẩm thấu. Nó sử dụng thành phần chính đó là muối biển Địa Trung Hải và bổ sung dưỡng chất cấp ẩm cho tóc và da đầu. À, mặc dù là nó không thể cấp ẩm tốt như những cái dòng mà chuyên cấp ẩm, nhưng nó sẽ hạn chế tình trạng bị khô. Bởi vì không có bất kỳ một dòng dầu gội nào nó có thể làm tốt được hai chức năng, vừa cấp ẩm lại vừa làm sạch dầu tốt. Nó không thể làm tốt được hai chức năng đó. À, cho nên là cái chức năng mà cấp ẩm của nó chỉ ở cái mức mà giới hạn thôi mọi người ạ. À, tại vì không có cái nào có thể hoàn hảo được cả. Hai cái chức này là hai chức năng hoàn toàn trái ngược nhau. Nên khi mọi người sử dụng sản phẩm này, mọi người hỏi hàng cái khả năng mà hỗ trợ mà làm sạch dầu của nó rất là đỉnh rồi, nhưng mà còn khả năng mà làm khô tóc ấy đó, thì hàng sẽ trả lời là có, sẽ có khô, có gì nói đó. Nhưng
nó sẽ không gây khô tóc giống như những sản phẩm khác. Tức là mọi người gội xong một phát, mọi người sờ lên cái tóc của mọi người nó rít, nó khô, nó sơ, nó rối bù cái đầu mình lên, thì không bao giờ có trường hợp đó xảy ra. Nhưng khi mọi người sử dụng nó lên, mọi người gội xong, mọi người xả xong nhá, tóc của mọi người rất là tơi, tơi nha mọi người, và nó vào nếp chứ nó không có phải là xù đơ hết trơn lên, nó không có xù đơ như vậy, và sờ vô nó không bị rít tóc. Nhưng mà nếu như mọi người sử dụng một thời gian lâu thì mọi người vẫn cần phải cấp ẩm cho tóc thường xuyên. Đây là những cái mà Hằng đã trải nghiệm với cái việc còn nuôi tóc nhà. Hằng trải nghiệm rất nhiều dòng dầu gội rồi, thì Hằng chia sẻ cho mọi người rất thật như vậy, chứ Hằng không thể nói với mọi người là mọi người ơi xài đi nó không gây khô tóc đâu. Có, có nha mọi người, nhưng phải trong thời gian lâu nhá. Nếu như mọi người chịu cấp ẩm cho tóc một tuần, mọi người cấp ẩm khoảng tầm 1 đến 2 lần bằng những cái loại sản phẩm dầu gội ủ tóc này để cho tóc mình ẩm á, thì nó sẽ hạn chế bớt cái tình trạng mà bị khô da đầu của tụi mình. Nên là mình nên kết hợp giữa cái sản phẩm hỗ trợ kìm dầu cho tóc, hỗ trợ làm sạch dầu cho tóc, kết hợp với những sản phẩm dưỡng ẩm, kết hợp vô cái nữa là ok rồi mọi người nhá. Rồi một set này nè, giá của một set này đang có cái giá đó là ô cảnh báo vi phạm. Hàng bị cảnh báo vi phạm gì á ta? Tôi quấy quê lắm mà. Ủa mới quấy quê là mà. Cảnh báo vi phạm gì vậy mọi người hả? Giá của nó đang là bao nhiêu tiền ta? Nó thơm dịu, nó thơm dịu nhẹ mọi người ơi. Nó thơm dịu nhẹ. Mấy quý quý. Bao nhiêu tiền ta? Một set luôn đó mọi người. Mọi người mua một set, nam thì mọi người mua cái chai dầu gội thôi không cũng được. Còn nữ thì mọi người mua một set luôn nha mọi người. Giá của nó mọi người cho Hằng hỏi một xíu nhá. 200 mấy ta? 300 ngàn hai chai hay sao ấy? Hai chai ấy mọi người, combo hai chai nhá. Hình như nó là 300 ngàn hay gì á. Nó không chỉ gầu, không chỉ gầu. Cái này nó không liên quan đến gầu, nó chỉ chủ yếu là đánh vào dầu và làm sạch da đầu rất nhanh thôi mọi người, chứ nó không liên quan đến gầu nhá. 262 ngàn 2 chai. Thấy chưa? Thấy chưa mọi người ơi, nam nữ là đều xài được hết trơn nhá. 262 ngàn 2 chai là cực kỳ rẻ luôn. Rẻ dữ lắm. Trời ơi, 262 ngàn 2 chai cái giá này ok nha mọi người. Giá này mọi người có thể trải nghiệm và mọi người mua được. Nhưng mọi người lưu ý giúp Hằng nhá, sử dụng lên cái tóc của mọi người rất là tơi và sạch dầu, và nó giúp cho cái tóc của mọi người lâu bết hơn, nó sẽ để được lâu hơn và lâu bết hơn. Nhưng mà em đang xài luôn phải không, nhưng mà để mọi người xài lâu dài ấy là tóc sẽ dễ bị khô, xài lâu dài nha, nó sẽ hạn chế bị khô hơn so với những dòng khác là có nè đó. Nhưng mà xài về lâu về dài là tóc nó đều dễ khô hơn so với việc mọi người không sử dụng nó, bởi vì nó chỉ có làm tốt được một chức năng thôi. Khi mà nó làm tốt được hai chức năng thì không có dòng nào có thể là vừa cấp ẩm lại vừa có thể làm sạch được dầu cho gia đình đầu của mình và được kìm dầu được hết trơn á. Khả năng cấp ẩm của nó phải yếu đi mọi người ha, nhưng nó sẽ là hạn chế bị khô so với những cái dòng dầu khác. Nên là mọi người sẽ kết hợp với những cái loại ủ tóc, kết hợp với những cái loại ủ tóc giúp Hằng là ok nhá. Rồi cái dòng này thì Hằng xin phép qua ha, chưa có cô là chưa có của mình cô là 260 mấy ngàn cho hai chai là rẻ dữ lắm, mà một chai của nó là 600ml, một chai là 600ml hay 500ml ta, chú là 330, một chai của nó là 600ml hay là 500ml gì á mọi người ơi, 500-600ml gì đó, mặt nạ mắt nha. Yên 上一下眼膜吧，眼膜是什么？什么眼膜？那不是吗？面子是叫面膜，眼子叫眼膜呀。没有眼啊，那是手和脚啊。不是，这个就是眼膜。那是眼睛，眼，那是，这个。这是卧蚕。我叫眼膜。眼膜不是敷眼睛上的吗？是的。这个也是敷眼睛下边的，对呀。这个蒸汽眼罩一样的。来呀。眼膜是什么？来。第一次听说啊。Rồi,你看今天有礼物，有礼品吗？对呀，哪一个？哪一款？这款。Đây nha mọi người, cái dòng này là cái dòng mà mặt nạ mắt. Mặt nạ mắt nha mọi người ạ. Nhi, ta khai liên chia của Khang ạ. Chân bố ta khai cho cái liên chia của Khang ạ. Để Khang xem. Chưa cả, Nhi có biểu liên chia. Đây là mặt nạ mắt nha mọi người ơi. Nào có phải đâu. Đó, chứ có gì cần vô đây phải là đi. Ôi trời, tạ khai sao. Bạn nào mà mắt của mọi người ý, bạn nào mà mắt của mình mà mọi người sợ nhăn này nọ các thứ thì mọi người phải cấp ẩm cho mắt nhá. Ngoài cái việc đó ra thì các bạn có thể đắp lên trên đây, đắp lên cái khu vực mà hai cái râu rồng của mình ở đây, hoặc là mọi người đắp lên cái khu vực này cũng được nhá. Khi mà mọi người cấp ẩm cho cái khu vực này và chống lão hóa cho những cái khu vực này thì cái phần da của khu vực này nó cũng sẽ hạn chế bị lão hóa hơn. Chứ chứ chịu ý cửa. Xong rồi đi cả. 但是有收到吗？送的是这个，哪个？是送的吗？送的有没有？陈博，送的啥？这个礼物有没有在这儿？高挂。
那个送的是哎，对对对对对，挂带挂带，一盒送几包？送四个吗？一盒送两。Quà tặng ngẫu nhiên 140 dòng này mọi người sẽ được quà tặng ngẫu nhiên là 140 cái hộp này nhé mọi người, 140 hộp nhá. Rồi cái này nè, cái này là các bạn có thể đắp lên trên mắt của mình. Mọi người sẽ đắp lên trên cái vùng mắt của tụi mình nhá. Đây, mình sẽ mặt nạ, nó là mặt nạ mắt và mặt nạ dành cho cái khu vực này của tụi mình đây. Những bạn nào mọi người hay thức khuya này, giờ này mọi người hay thức khuya đó ha, chưa đi ngủ đúng không mọi người ạ? À? Đó là các bạn có thể sử dụng cái này, mọi người đắp lên trên mắt của tụi mình, một bên, hai bên. Rồi đắp ở cái khu vực này nữa, nó giống như vậy nè mọi người. Đây, mình sẽ đắp giống như thế này đây mọi người thấy nhá. Đó, mình vừa đắp trên mắt, mình vừa đắp ở hai cái râu rồng của tụi mình được luôn. Và mình có thể đắp lên trên cái phần trên này. Đây, cái phần trên này nữa đây. Đó, và mọi người để ý mình như thế này không? Đây, mọi người để ý cái khu lúc mình trâu mọi người. Đấy, chỗ này nó nhanh đúng không mọi người ha? Đó, là các bạn hoàn toàn có thể đắp nó lên trên đây được nhá. Rồi mà cười nhát nó lên đúng không? Đó, mình có thể đắp lên đây. Cười, hai cái chỗ này khóe rồi thấy không? Đó, là thế ạ, đó là mình có thể đắp ở những cái khu vực nào mình nhăn, tức là khu vực ở trên lông mày nhá, đó khu vực trên lông mày của mình nè, khu vực dưới mắt của tụi mình nè, và khu vực hai cái râu rồng của tụi mình nhá, là mình có thể đắp ở những cái khu vực đó nha mọi người. Ừ, rồi các bạn có thể kết hợp cả hai màu luôn cũng được luôn, kết hợp cả hai màu thay đổi cho nhau, cả hai màu mọi người kết hợp thay đổi cho nhau. Dòng của brand này thì nổi tiếng rồi mọi người, chủ yếu là cái giá hôm nay nó cũng sẽ được tốt hơn nhá mọi người ha. Cái này mọi người đắp thì trong khoảng tầm là 8 cho đến 10 phút là mọi người gỡ ra rồi. 8 cho đến 10 phút đừng để cho nó khô khốc rồi mọi người mới gỡ ra. Khi mà nó khô khốc nó sẽ bị hút ngược cái độ ẩm của mọi người quay lại cái miếng này nhá. Cho nên là từ 8 cho đến 10 phút là mọi người sẽ gỡ ra giúp Hằng nha. 8 đến 10 phút. Rồi cái này thì mọi người ạ, Hằng sẽ để trong giỏ hàng cho mình, và khi mọi người mua một hộp mọi người sẽ được tặng một trong bốn miếng, một trong bốn hộp này. Mua một hộp mặt nạ mắt được tặng một trong bốn hộp này nha. Và mỗi ngày ấy, nếu như mỗi ngày một cặp ấy, thì các bạn xài trong khoảng tầm một tháng, nó có tổng cộng là có 60 miếng tất cả. Mỗi ngày một cặp thì mình sẽ xài trong khoảng tầm một tháng giúp Hằng là hết rồi. Ừ. Đó, giá của nó đang là tốt hả? 79 ngàn nha mọi người. Giá hôm nay thôi, giá của hôm nay thôi, hiện tại đang có giá là 79 ngàn nha mọi người ạ. À. Ừ, rồi 15 tuổi xài được. 15 tuổi xài được rồi, thoải mái rồi mọi người ạ. Cái này là mọi người xài thoải mái rồi. Đó, 15 tuổi là mình xài thoải mái rồi nha. Hằng nói đặc biệt là những cái tuổi mà sau 25 tuổi đó, mà mọi người bước vô cái giai đoạn lão hóa đó mọi người ạ. Thì mọi người thấy mình hay trao mày chỗ này. Chỗ này nó nhăn này, mọi đắp lên trên đây. Mắt cười nhăn, mọi đắp lên trên mắt. Hai cái chỗ này cười, nó để lại hai cái nhăn hai bên, mọi đắp lên hai bên này nhá. Ừ. Rồi, cái này là Hằng sẽ tạm qua ha. Hằng để trong giỏ hàng cho mọi người, Hằng sẽ tạm qua sư tập. Này cái chỉ cơ tôi nướng. Chỉ cơ tôi nướng. 几个都可以的。Surprise！Hằng để trong giỏ hàng cho mọi người cái sản phẩm này, Hằng để trong giỏ hàng nha. Đây, có gì lạ? Rồi, Hằng qua cái này, cái tay này mọi người nè, cái tay của mình nè, cái mặt nạ tay và mặt nạ chân. Chưa có xem đây, trên trên là trang cửa số tốn rõ. Lượng bao? 79.79块钱. 79元值. Mặt nạ tay mọi người sẽ phải cắt ra đây này, Hằng sẽ miêu tả như thế này nha mọi người. Mọi người về cắt cái phần này ra này, cắt làm đôi nó ra, cắt làm đôi nó ra xong mọi người chọc cái tay mình vô như thế này một cái, mình chọc cái tay của mình vô, sau đó mình sẽ dán cái này lên là ok rồi. Đó, mình sẽ dán vào là xong rồi nhá. Thì một bịch này nó sẽ là một cặp tay, nhưng một cặp tay này mọi người đắp xong rồi nó vẫn còn dư ấy, mình chưa có hút hết được những cái dưỡng chất ở bên trong đâu. Các bạn có thể là để dành cho ngày mai cũng được, để dành cho ngày mai. Đấy là cách xài tiết kiệm của Hằng, như mọi người Hằng thấy hôm nay xài vẫn nó chưa hết á, xài xong bắt đầu Hằng cuộn nó lại, Hằng dán nó lại mọi người, xong rồi bỏ vào trong tủ lạnh, cái Hằng lại để cho ngày mai Hằng xài thêm lần nữa là Hằng vứt đi, hoặc là ví dụ như mình xài xong rồi mình đưa cho mẹ xài nữa chẳng hạn, như vậy á, hai mẹ con xài tiết kiệm đồ các thứ là đều ok nhé mấy bà, bởi vì dưỡng chất bên trong nó nhiều lắm, nó nhiều dưỡng chất lắm. Rồi một cái cặp này là nó dành cho những bạn nào mà tay của mọi người hay thô ráp, hoặc là mọi người đi nắng về da của mọi người bị khô bị sạm, hoặc là mọi người lái xe ở bên ngoài đường, mọi người để ý nhá. Nhất là những bạn nữ lái xe vào mùa hè, mọi người hay bị nắng nó rọi vô, xong bắt đầu mọi người bị rám cái tay của tụi mình phải không? Tay mình khô, nhanh, rám nắng. Thì cái mà mọi người cần cho cái này đó là mình vừa có thể cấp ẩm cho da tay, mình vừa có thể làm cho cái da tay của mình nó được mịn màng, mịn và sáng da tay của mình hơn. Đó, cái phần da tay của tụi mình nhá mọi người ạ. Rồi khi mà cái tay của mình nó đẹp lên một cái thì mình đi làm móng thì nó cũng nhìn nó cũng sang hẳn lên. Đó, khi mà cái da tay của mình nó sạm rồi, nó nhanh nheo các thứ rồi mọi người ha. Khi mà mình làm một cái bộ móng nó có thể lên tới cả triệu đi, thì khi mà nhìn bàn tay mà nó hơi nhanh nheo một xíu thì nó cũng sẽ, nó chưa có thể hiện rõ được cái sự sang trọng trên cái người của mình. Nên là cái tay của tụi mình giữ cho nó trắng và nó mịn mịn một xíu mọi người ạ. Thì mình có thể là áp dụng theo cách đó là những cái mà ủ tay như thế này,
thay vì mọi người dưỡng tay hàng ngày ha, thì mọi người vẫn có thể ủ tay giống như thế này đấy. Đó thì một cặp khoan tôi sào bao chín mươi chín đây cho mọi người để hàng xem nào. Một cặp đây nào, một cặp hai cái màu cam đây mọi người ạ. À, ui không đủ màu rồi, hàng không đủ màu. Có đủ. Đi kèm thêm một cái cặp chân luôn nhé mọi người, tặng một cái cặp chân cho mọi người, đó là mọi người có hai cái cặp màu vàng, tặng một cái cặp màu hai cặp này không có đủ nhé mọi người, hàng chỉ là lấy tượng trưng thôi nha, chứ hàng không có đủ nè. Ví dụ mọi người mua hai cặp này nhá thì mọi người sẽ được tặng một cái cặp này, và giá của nó đang là 100 bao nhiêu tiền đó mọi người cho hàng hỏi một xíu nhá, 100 bao nhiêu mọi người ha, đây là 100 bao nhiêu tiền ta, tôi sợ gì vậy? À đấy, nó sẽ tùy theo combo nha mọi người. Đó, nó sẽ tùy theo combo ở bên trong. Mọi người mua từ hai cặp đi cho lời, mua một cặp á, xài không có đã. Mua một cặp xài không có đã mà giá nó cũng khá cao. Combo đầu tiên là 79.000 á. Sao rẻ vậy? Sao rẻ dữ vậy? Combo này bao nhiêu tiền, tài khoản của mọi người đang mua với giá bao nhiêu tiền cho cái combo này vậy mọi người? Mua 2 tặng 1 này nè mọi người. Mua 2 cặp tay tặng 1 cặp chân ấy. Mọi người mua giá bao nhiêu tiền mọi người ha? Mình cũng ủ khoảng tầm là 10 phút là ok rồi mọi người. 120.000 cho 3 cặp đúng không mọi người? 2 cặp tay tặng 1 cặp chân là 3 cặp tất cả. 120.000 mọi người ha. Ý, có bà 79.000 thiệt kìa. Có bạn 79.000 thiệt nha mọi người. Có bạn là mọi người đang mua với cái giá là 79.000 thiệt luôn á. 120.000 cho 3 cặp là giá đúng rồi, nhưng có bạn có voucher vô là chỉ còn có 179.000 cho 3 cặp tất cả nha mọi người đấy ha. Đó là cái combo này nhá. Rồi ví dụ như combo chân nữa. Còn cái combo chân nữa cơ. Combo chân. Những bạn nào mà mọi người chân tay mọi người, chân mọi người nứt nẻ nè, chân mọi người thô ráp hoặc là mọi người đi nắng về mà nắng nó rọi cho cái chân của mọi người nó đen thôi, thì các bạn cũng sử dụng cái phiên bản chân giúp hàng luôn nhá. Các bạn có thể là mua cả chân lẫn tay luôn về ủ chân, thì chân cũng giống như vậy luôn. Mọi người ủ một lần ủ không hết đâu, để dành đó, xong rồi ngày mai mình lại ủ nữa cũng được các bạn nhé. Chứ ủ một lần nó chưa có hết dưỡng chất đâu, đấy là cách xài tiết kiệm thôi. Còn bạn nào mọi người có điều kiện tài chính thì mọi người xài một lần thôi cũng được, mình ủ một lần ủ khoảng tầm 10 phút là ok rồi nhá. Đấy thì các bạn có thể mua về để mọi người ủ cho chân, nó cũng là một cặp luôn, hai bên một cặp mọi người ủ ở trong chân của tụi mình đấy. Là cái này cũng là bảo vệ cho cái da chân của tụi mình này, nó được có cái độ ẩm này, nó được mịn màng sáng hơn, và nhất là những bạn nào hay bị khô và thô ráp cái chân của tụi mình, nhất là nứt nẻ gót chân ấy, thì mọi người chăm sóc chân kỹ một xíu nhá. Nước cũng hữu cơ chắc hết rồi á bà, chắc hết rồi, là có cả chân cả tay ở trong giỏ hàng luôn nha. Hàng sẽ để trong giỏ hàng cho mọi người, và giá ngày hôm nay mọi người đang có ạ voucher vô là giá nó khá là ok rồi. Cái này là hàng qua nhá, cái này hàng qua cô okay. Là à, cô là hả, hay有一个 品 没事, 你挂链接就行了. 不是, 还有一个 15分钟 到了吗? 还有一个 这个 15 吗? 对啊, 这个没有播啊, 我看, 这个, 啊, 79.9秒成这样。来来来来来来。怎么猛呢？你打开那个链接我看一下。某个在还没收呢，得喊先留，喊check的。来，送货，这个。肉。你再包价格给我一下。来，这个咱们不播，今天通关了，还过来肉。79.79秒下架。 Thông tin tâm quyến là ở trên tâm quyến lúc đó là live trên tâm quyến bán quá trời bán. Cái dòng này mặt nạ lột mụn, nó là mặt nạ lột mụn mọi người ơi. Đây, mặt nạ lột mụn nhá. Hôm bữa là hàng có lột trên mũi của Dịch Dương đấy. Đây, mặt nạ lột mụn. Những bạn nào mọi người cần lột mụn các bạn xài nhá. Và có tặng kèm cho mọi người là những cái miếng để mọi người dán lên trên mũi của tụi mình luôn. Hàng ví dụ nha, hàng ví dụ nó sẽ như thế này. Đây, đây nha mọi người ơi. Đây ha. Cái này hôm bữa bán nhiều lắm nè. Ê, cái trò trọt là cái nó lủng luôn cái này luôn vô rồi. Ê, chẳng bố này bao cái tả khai, bao cái khâu xuống lại đây. Đấy, nó đầy ấp ẻ. Mình khâu cho lại về. Mình sẽ bôi lên trên cái phần mũi của mình nha mọi người. Lột mụn đầu đen và một số cái mụn cám cám ở khu vực rìa rìa này. Ở cái chỗ này. Những cái khu vực nào mọi người dễ có nhiều mụn cám nha mọi người. Đó là cái... Cái này tả khai cho ít tiền tiền đây ô. Tôi có tả khai tiền. Thì tôi tả khai tiền đây.
những cái khu vực mũi này mọi người này, hoặc những khu vực này này, ê, khổ này cũng có nhiều mụn cám cám này, khu vực này có nhiều mụn cám cám, mọi người có thể sử dụng cái này mọi người lột nhé, lột đã lắm, nó ra được nhiều, nó ra nhiều quá trời nhiều luôn của mọi người đây nha. Đây nó sẽ cái dạng như thế này nè, đây ví dụ nha, nó sẽ là cái dạng như thế này, dạng treo treo như thế này nha. Đó, mọi người bôi lên trên này, bôi trên cái làn da của tụi mình một cái lớp mỏng, không không quá mỏng mà vừa vừa như thế này nha. Xong mọi người sẽ ụp cái miếng này lên. Đây, mình sẽ ụp cái miếng này lên, nhãn hàng là có tặng cho mọi người cái miếng này luôn. Đó, mọi người sẽ ụp nó lên. Xong rồi mọi người để cho nó khô và sau đó mọi người lột ra. Ôi, quá trời nổi rồi, brand này thì quá trời nổi rồi. Mụn đầu đen hầu như là ai cũng có. Hầu như là ai cũng có mụn đầu đen nhé mọi người nhá. Thì các bạn có thể là sử dụng cái dòng này cũng được. Cái mà nó ưu điểm của nó đó là nó không có làm cho mọi người bị quá đau. Một là thứ hai nữa, nó không có nó lột hiệu quả được những cái mụn đầu đen ở trên mũi của tụi mình. Đấy, và cái mùi, ưu điểm về mùi nữa nè. Cái dòng này cái mùi của nó sẽ không có hắc nhiều và nó không có sòng sọc như là những cái dòng mà ngày xưa mình hay mua ngoài tiệm tạp hóa. Ngày xưa mọi người nhớ ngoài quê của mình hay có những cái tiệm tạp hóa mà có những cái loại lột mụn mũi không mọi người hả? Mình bôi lên một cái mùi nó nồng nặc luôn, thì cái mùi này nó được hạn chế hơn rất nhiều mọi người nhá. Cái mùi nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều rồi, và khi mọi người bôi lên thì cái khả năng mà nó đi cái mụn, mọi người nó có thể kéo cái mụn của mình ra, nó được hiệu quả hơn. Các bạn có thể sử dụng nó là trên cái khu vực cánh mũi của mình chỗ này, và cái không phải cái này là cái gì ta, không phải cánh mũi mà là dưới mắt của tụi mình chỗ này này, chỗ này nó hay có những cái mụn mà mụn gọi là mụn cám, rồi cái phần này nữa. Đó, cái phần này nữa là các bạn cũng có thể sử dụng ở trên cái phần này nữa nhé mọi người ạ. Có cái miếng giấy lột này là nhãn hàng có đi kèm cho mọi người luôn, chứ không nhãn hàng không bán riêng đâu. Ở trong hộp này đó mọi người, nhãn hàng có đi kèm cho mọi người trong cái hộp này luôn nè. Đó, xong cái hộp này là bỏ vô đây là đi kèm thẳng cái miếng giấy lột cho tụi mình luôn á. Ừ. Đấy, rồi cái sản phẩm này nha mọi người, thì khi mọi người sử dụng xong ấy, đối với những cái dòng sản phẩm lột mụn để vấn đề về lỗ chân lông ấy, thì khi mà mọi người sử dụng xong rồi thì mọi người cũng nên, một là mình sử dụng những cái gì mà nó mát, ví dụ những cái khăn mà nó mát một xíu mọi người thấm lên trên khu vực mũi, bởi vì khi cái mụn nó đi ra thì cái lỗ chân lông nó sẽ để lại những cái lỗ đó, mọi người cần gom nó lại. Một là mọi người sẽ sử dụng thêm những cái dung dịch làm cho cái phần lỗ chân lông của mũi nó được gom lại mọi người ha. Thứ hai nữa là mọi người sẽ sử dụng những cái mà mát mát như là cái khăn mà bỏ vô nước đá đó mọi người ạ, nó mát mát một xíu, đừng có lạnh buốt nhá, nó mát một xíu mọi người tắm lên để cho khu vực này của mọi người nó gom bớt lại nhá. Đó, còn mà cái cơ chế của lột mụn ấy thì chỉ cần khi mà cái mụn nó đi ra thôi là nó sẽ để lại những cái lỗ, mụn nó đi ra là nó sẽ để lại những cái lỗ, trừ khi là mọi người tác động lên đó một cái gì ở phía sau đó thì nó mới có thể hỗ trợ cho mọi người là không có bị lộ cái lỗ chân lông đó ra ha mấy bà. Rồi, cái lọ này để Hằng check lại giá xem, 79.000 cho một hộp, có tặng kèm miếng lột mũi luôn. 79.000 cho một hộp tặng kèm lột mũi. Đây nhá mọi người. Đó, hầu như cái mụn đầu đen mũi mọi người, nam hay nữ không chuột một ai. Hầu như ai cũng có, mà lý do tại sao ta? Tiền điện à? Hầu như ai cũng có, không chuột một ai hết trơn đó mọi người. Ừ, chào ơi, chào. À mặt nạ thôi. Không. Không, cái mặt nạ chân đó là không có thể xài chung với một cái người mà giống tựa như Dịch Dương nha mọi người. Không. Không được đâu mọi người ơi. Thôi, hoặc là mọi người xài sau nhà mình mà có ông chồng của mình ông thúi chân đó thì mọi người xài cái mặt nạ ủ chân xong, xong rồi mọi người đưa cái ủ chân đó cho ông xài, chứ đừng để cho ông xài xong rồi ông đưa lại cho mình là thôi ban cái chân, ban hết cái chân của mình đó mọi người, ban bét luôn. Ban bét luôn mà. Ban bét cái chân luôn. Đây mọi người nhá. Nào cơ. Tôi đi rồi. Ui, cái lột mụn này mọi người mua nhiều thế. Cái lột mụn này mọi người mua nhiều, hàng mới ra có chút xíu mọi người đặt 1.100 đơn rồi á, khiếp, để like thêm nữa. Để cho tôi bơi tiện. để like thêm mọi người nha. Đây là like lại từ đầu cho mọi người nè. Đây là một cái dòng lột mụn nha mọi người, hàng sẽ nói ưu điểm của nó nè, giúp mọi người lột sạch hiệu quả hơn những cái mụn đầu đen ở trên phần mũi của tụi mình. Mọi người lột ra nó sẽ ra khá là nhiều, nó ra khá là hiệu quả mọi người nhá. Đó, điểm thứ hai nữa đó là cái mùi của nó sẽ không để lại những cái mùi mà sòng sòng như là những cái loại ngày xưa mình đi mua ở ngoài tiệm tạp hóa lúc ngày xưa, nó ra nhiều lắm mọi người, lột cái này mà nó ra nhiều lắm nha mọi người ơi, nó ra hiệu quả lắm nè, cho nên là mới bán chạy như vậy đấy. Rồi thứ hai nữa là cái mùi nha mọi người, thông thường ngày xưa mình bôi những cái loại kia lên trên đây nó cũng ra mụn, nó cũng ra mụn nhưng nó không có ra nhiều như bà này. Cái thứ hai nữa là cái mùi của nó nồng nặc quá. Cái này để Hằng ngửi nhá,
vẫn có mùi đó, một số cái mùi mà nó cái dạng như giống như ngửi mà mình biết là à đây là cái đồ lột mụn rồi, nhưng nó sẽ có cái hương thơm khác hòa quyện vô, nó không có hắc và nó sòng sọc lên mũi giống như những cái loại kia. Đó rồi, thêm nữa nè, nhãn hàng có đi kèm cho mọi người cái miếng lột mụn ở trên đây luôn, nhưng cái mà mọi người cần nhất ở trong đó là phải lột, phải ra mụn là nó làm được mọi người ạ. Mọi người lột phải ra mụn là bả làm được nha. Đấy, xong rồi mọi người bôi lên đâu rồi thì mọi người bôi nó lên trên đây rồi bắt đầu mọi người lấy một cái miếng này ra, mọi người dán nó lên. Đó, ví dụ như thế này, nó để tầm vừa tầm cái mũi của tụi mình như thế này. Đó, thấy không? Mấy bà thấy không? Tụi mình bôi lên nó để vừa tầm cái mũi của tụi mình như thế này luôn nhá. Một cái miếng này thông thường mọi người bôi là mọi người hay bôi xuống cái rìa này phải không ha? Mình không cần phải đi xé giấy, xé gì để mình dán lên như ngày xưa nữa, mà mình sẽ để thẳng trực tiếp lên như thế này luôn là xong. Đó, ngoài ra ví dụ như mọi người có những mụn kém ở khu vực này nha, và khu vực này nhá, các bạn có thể là dán nó lên như thế này được nha. Đấy, dán nó lên như thế này và dán lên như thế này. Đó, dán nó lên để cho nó lột cả những cái mụn cám cám ở trên cái khuôn mặt của tụi mình nữa nhá. Rồi, một hộp này của nó hiện tại cái hộp lột mũi này mọi người này, lột mụn đen, lột mụn đầu đen, lột mụn đầu đen, đúng rồi, đâu có sai đâu ta, lột mụn đầu đen vùng mũi nha mọi người, lột nhịp phía sau à, được tặng cái tệp này, được tặng cái tệp này mọi người ơi, được tặng lột mụn mũi đây, lột mụn mũi, nó là lột chết mất thì thôi, nó là lột lột nặng lột đúng rồi, lột mụn đầu đen vùng mũi mọi người nè, đã chết mất thôi ha. Đọc một hồi ra cái gì đấy trời, đấy là mọi người sẽ được tặng nguyên một sấp này nữa nhé mọi người, được tặng một sấp này, vậy thì dùng được, dùng thoải mái mọi người ạ. Đó, giá của nó đang là 79.000 cho một hộp, 79.000 cho một hộp này nha mọi người. Khang sụp sửa, ui gần 2.000 đơn, thật là khủng khiếp, 79.000 cho một hộp đấy mọi người ạ. Rồi cái này hàng sẽ để vô trong đây nhá, hàng sẽ để vô trong đây, hàng qua cái dòng chấm mụn cho mọi người nào. Đấy, 2.000, gần 2.000 đơn rồi. Hàng qua cái dòng chấm mụn cho mọi người. Nhất là mùa hè ấy mọi người, da mặt dầu nhiều, da mặt mọi người dầu nhiều. Nào, ủa khai ra, da mặt mọi người dễ hàng check deal nhá. Da mặt mọi người dầu nhiều nè, xong rồi á, xong rồi dễ nổi mụn vào cái mùa hè này lắm. Ủa ha, nóng nực. Có quà tặng không? Nhưng miễn chai đã miễn 20 cái miễn chai. Rồi ok, 20 cái miễn chai sao mà tặng được 20 cái thôi cũng được, méo mó có không? Trời ơi, vậy thì dùng được mà ơi, vậy thì dùng được. Đây nha mọi người, cái này hôm bữa hàng cỏ cũng có dùng ở trên hàng quán hàng. Tô hỏi chế. Yêu vũ triệu sư mà. Đây nhé mọi người, đây là cái chấm mụn nhá. Đây là sản phẩm chấm mụn nè. Thì cái sản phẩm này nó dành cho những bạn nào mọi người có mụn, bao gồm cả mụn bọc, mụn đầu đen, mụn cám, đủ các thứ là các bạn đều có thể sử dụng được. Ngoài cái việc mà hỗ trợ mụn ra, nó còn làm cho nó hỗ trợ cấp ẩm và kìm dầu cho cái làn da của tụi mình mọi người ạ. Cấp ẩm và kìm dầu cho làn da nữa, đây là cái công dụng của sản phẩm này. Hằng ví dụ nhá, các bạn nào mà có cái mụn ở khu vực nào bọc mọi người chấm lên, nó sẽ giúp cho cái mụn đó của mọi người nó sẽ nhanh nhú cái cồn lên. Nó, ví dụ như bình thường mọi người phải mất một tuần để cho cái mụn nó ra hết cồi phải không ha? Thì bây giờ mọi người sử dụng lên thì nó sẽ hạn chế thời gian, là nó chỉ còn khoảng tầm là 3 ngày chẳng hạn, trong khoảng tầm gian đó là giải quyết cái mụn cho mọi người rồi nhá. Đó. Và cái ưu điểm của nó, ngoài cái việc mà để cho cái mụn của mọi người nó chín sớm và nó ra cồi sớm á, đó, và nó giải quyết cái mụn của mọi người sớm hơn á, thì nó còn giúp cho cái làn da của mọi người được cấp ẩm thêm, cấp ẩm cho cái khu vực đó. Thông thường những cái khu vực mà nó nổi mụn là những cái khu vực da rất khô. Các bạn nào, những bạn nào mà mọi người đã bị mụn, mọi người sẽ thấy nhá, nó đầy mặt thì bà chấm chi chít nó lên như là tàn nhang vậy đó. Mình chấm chi chít như chấm tàn nhang vậy đó nha bà nha. Đấy, xong rồi mọi người ơi, cái dòng này thông thường nó cần cấp ẩm là bởi vì là những cái khu vực nào da mọi người càng mụn thì khu vực đó càng khô, cho nên là nó cần phải cấp ẩm cho cái làn da của tụi mình ở cái khu vực đó nữa. Cộng điểm thứ hai nữa đó là khi mà cái làn da mọi người
rất nhiều dầu thì nó sẽ dễ gây bứt tắc lỗ chân lông, và khi bứt tắc lỗ chân lông là mụn nó lại càng trồi, càng dễ trồi. Thì cái sản phẩm này nó lại thêm một cái nữa, nó có thể kìm dầu cho làn da của tụi mình để cái làn da của mình nó không có tiết quá nhiều dầu ra, để cũng hạn chế một cái tác nhân mà gián tiếp gây nên mụn đó là dầu nữa nha mọi người ạ. Đó, thì các bạn có thể là mua cái dòng này mọi sử dụng cũng được luôn. Nó là đang là ba cái công dụng trong một ống đấy, thì đi kèm với nó sẽ là 20 cái bông này, cái bông này ấy mọi người, để mọi ấy lên xong rồi lấy mọi... đấy đấy là không phải bông, nó là gì ta, à đúng rồi, bông máy tai, mình sẽ gọi là bông tăm, tăm bông nào, tăm bông nhé mọi người ơi, nó sẽ là tăm bông nhá. Rồi giá của cái này chai cố tô sò chị ạ, 159.000, 159.000 bà ơi, 159.000 cho một lọ. Một lọ này nhé mọi người là 159.000 nha mọi người ơi. Đó, đây những bạn nào bị mụn thì mọi người chăm sử dụng cái này giúp hẳn. Bị mụn mọi người chăm sử dụng, mặc dù cái nó nhỏ nhỏ thôi chứ nó có vỏ đấy. Hôm bữa ở trên Thâm Quyến là hàng like cái này cũng quá trời luôn mọi người nhá, là có thể sử dụng vô, đặc biệt vào mùa hè. Đặc biệt là vào mùa hè nha mọi người. Những bạn nào mà mọi người sử dụng vào mùa hè thì nổi mụn vào mùa hè thì mọi người sắm một cái này vô để mình chuẩn bị. Mùa hè ít nhiều gì những cái làn da mà mọi người đã dễ mụn rồi là mọi người sẽ nổi rất nhiều mụn. Khi mọi người không chăm sóc kỹ là cái mụn đó mọi người để lại, khi mọi người để cho nó lâu quá, nó to lên, nó to đùng ra, xong bắt đầu chăm sóc không kỹ là sẽ dễ để lại những cái tác hại phía sau. Da mặt rỗ mọi người ha, da mặt mọi người bị rỗ, sần sùi, xong rồi khô, thô ráp. Và những khu vực đó là rất dễ lão hóa sớm, là những khu vực bị mụn nhiều, do những khu vực bị mụn nhiều nó khô nhiều, lại còn dễ lão hóa sớm, cho nên là có thể sử dụng nó để chấm mụn cho cái con mụn của mọi người nó chín sớm hơn, nó dễ cứng cồi hơn mọi người ha, để cái vấn đề mụn của mọi người nó kết thúc được sớm hơn là một nè, thứ hai nữa cấp bóng cho làn da, thứ ba nữa là kìm dầu cho làn da của tụi mình. Đó là cái công dụng của nó nhá, và được tặng thêm 20 cái bông tăm này, giá đang là 159.000 cho tổng cộng cái này luôn, 159.000 nhá mọi người ạ. Sẹo rỗ thì hiện tại không có cái sản phẩm để trị sẹo rỗ bà ơi, không có nhá, cái này chỉ là sử dụng để cho cái mụn của mọi người nó giải quyết sớm cái mụn của mình thôi nhá. Rồi cái sản phẩm này thì hàng sẽ để trong giỏ hàng cho mình nhá, bị mụn hàng để trong giỏ hàng cho mọi người ha. Ủa chê em xuôi à, không khai xin đâu. Ủa chê em xuôi rồi không? Đây ha, thấy được sản phẩm bao nhiêu mà không chưa cả? Thử ra à? Chị gà hỏi anh không? Mấy hiểu là? Mấy hiểu là xem mà, hỏi đó. Ê, nhí số đi ná nâng nâng là cái gì mà? Ủa số đi ná xin lại cả? Phí giờ đã. Nhìn chá khám, nhìn chá khám. Đây, 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 chưa cơ, chưa cơ. À, xịt tẩy tế bào chết, mọi người cần lên không mọi người ơi? Thì ra tả kẻ. Hằng không test kem trị nám, Hằng test máy triệt nám. Không có cái kem nào trị được nám hết trơn á mọi người ơi. Không có. Hằng test cho mọi người là máy triệt nám. Máy triệt. Bữa giờ mọi người tưởng đâu hiểu lầm là Hằng test kem trị nám. Nên mọi người kêu là kem gì mà xài trong 15 ngày. Không, không, Hằng không test kem mọi người ơi, Hằng test máy. Hằng test máy. Đấy là máy mọi người nhá. Đó. Hằng test ít nhất là 15 ngày và cũng có thể là dài hơn, ít nhất 15 ngày là dài hơn, bởi vì cái sản phẩm đó Hằng chưa có chốt để like. Khi nào mà Hằng test Hằng thấy hiệu quả rồi Hằng mới chốt để like thì sản phẩm đó mới được đưa về Việt Nam mọi người ạ. Rồi mọi người ơi, cái này nhá là một cái sản phẩm đó là, ê nãy giờ mình ngồi mình lắc khí thế luôn á, một cái sản phẩm đó là cái xịt lên trên mặt để tẩy tế bào chết, tẩy tế bào chết trên mặt của tụi mình nhá. Đưa tay dịch dương đây, nắm cái sổ của này. Xung năng ở sống mạng, xung sư gỡ năng ở. Khiếp, đây. Xung này có sống mạng. Sư gỡ đây, sư gỡ giáng sư gỡ. Đây. Sống mạng nha. Truy sư phí. Đây, mới đầu nó ra là cái dạng nước nha mọi người, rõ ràng mới đầu nó ra nước nước này nha, bắt đầu. Người y chua, y chua rú hỏng rồi. Khiếp, đưa đây. Chứ có chi huy mà. Khiếp. Khiếp. Khiếp, trời ơi. Ý trời ơi, ta nói đen thui luôn. Trời ơi, từ từ mọi người coi, nhìn ná cô lại, nhìn ná cô lại, nhìn ná cô lại. Nó đen xì luôn mọi người, nó nâu nâu nha mọi người, nó nâu nâu nha. Ê ơi, sao nó ra cái cục đen xì. Sao nó ra nó, ê nó nâu nâu. Cái cục nó nâu nâu, để thằng lấy ra. Tao nói ở vô em nha trời. Vô em nha má ơi. Trời ơi, tao bình thường tao tẩy ra là mấy cái cục nó cũng có, nhưng mà nó trắng trắng mà ông nội này coi nè. Dạ. Coi nè mọi người ơi.
Ý cha ơi, mọi người coi nè, mọi người thấy chưa? Bình thường á, ý là nó ra cái cục nó trắng trắng rồi nha mọi người ha. Đó, mình chết, mình chơi thì mấy cái cục nó vón lại với nhau, nó trắng trắng. Tao nói nó đen xì luôn, thằng bé thật để trên tay nó kìa, mọi người nhìn nó cục đen xì luôn. Tao nói ba cái dơ nó dính vô nè mọi người kìa. Mọi người ớn chưa, ớn lạnh chưa? Đó, đây nha mọi người, ba cái dơ nó dính vô nè. Đó, nó cục đen xì luôn. Để Hằng test thử lên trên tay của Hằng thử xem nó ra cái cục màu gì. Nè, cái tay của Hằng là ra màu trắng nha mọi người. Trời ơi, cái tay thằng nó vô nó ớn thiệt chứ. Đây nè, cái tay của Hằng là ra cái màu này nha mọi người. Đây nha, còn tay Dịch Dương nha. À, tuyệt vời, mọi người thấy chưa? Dùng trên mặt đấy. Cái này là để dùng trên mặt nha mọi người. Đây, mọi người thấy chưa? Đây là cái tay của Hằng và đây là tay Dịch Dương. Thiệt là sạch sẽ. Thật là sạch sẽ, nhìn chưa chị Khang Khang, nhìn cái diễn sơ của bộ diễn sơ, nhìn chưa chị Khang Khang. Trời ơi, thật là sạch sẽ mà. Đây mọi người thấy chưa, đây là tay của Hằng đó, lên tay của Hằng đây là tay Dịch Dương nha. Tao nói ớn lạnh, cái tay thấy ớn luôn á, cái tay mà thấy ớn luôn. Rồi cái này là mọi người tẩy tế bào chết nhá. Mọi người sẽ xịt lên trên mặt của tụi mình nha mọi người. Mình sẽ xịt lên trên mặt của mình tẩy tế bào chết ở trên da mặt của tụi mình. Đặc biệt những cái khu vực mà nó có nhiều bã nhờn mọi người ha, đặc biệt những khu vực mà nó có nhiều bã nhờn như cái khu vực này nè. Đó mọi người để ý không, mọi người mình rửa mặt xong nhá, có khi mình rửa mặt xong rồi mình tưởng đâu nó sạch rồi, nhưng khi mọi người lấy cái tay mà wow chỗ này nhá, nó vẫn ra bã nhờn đó, wow nó vẫn ra bã nhờn. Và đặc biệt cái da mặt của tụi mình đó mọi người, là mọi người cần phải tẩy tế bào chết thường xuyên, một tuần ít nhất là một lần đó, còn trung bình là sẽ khoảng tầm 2 lần mọi người ạ. À, thì mọi người sẽ sử dụng cái này để mọi người tẩy tế bào chết, bởi vì khi mà cái da của mình nó có một cái lớp biểu thì một cái lớp sừng nó quá dày thì nó sẽ rất khó để cho những cái dưỡng chất của những cái mỹ phẩm nó có thể tiếp xúc vô trong sâu trong da của mọi người hơn một xíu. À mọi người, nó như là một cái lớp để nó chặn lại rồi đấy. Cho nên là cái tẩy tế bào chết cho da mặt đó là mọi người phải xài thường xuyên ít nhất là một tuần một lần nhé mọi người ạ. À, đó nó sẽ giúp cho đi những cái bã nhờ này, những cái biểu bì da chết ở trên khuôn mặt của mọi người nó có thể đi được. Mặc dù là mình có thể thấy được là nó không thể nào nó đi từng tầng. Cái này mọi người ơi, cái mà mọi người thấy nhá, cái mà mọi người thấy xịt lên trên này nè, đây nè, Hằng hú cho mọi người những cái xịt, mọi người xịt lên trên này nè, khi mà mọi người như thế này thì nó sẽ thành một cục lại với nhau như thế này. Nó là ở cái chất của sản phẩm, nó thành một cục với nhau. Nhưng khi mà mọi người thành một cục này, nó sẽ có một cái độ ma sát để nó sẽ kéo theo cả những cái bã nhờn trên khuôn mặt của tụi mình nhá. Chứ không phải là những cái này nó đang là tất tần tật, nó đều là tế bào chết trên da của mình vừa bôi một cái mà nó ra ngần ấy thứ. Không phải nha, nó không phải như mọi người đó. Là nó sẽ xịt lên, sau đó mọi người sẽ cùng nhau thế này để mọi người đẩy. Giống như hồi nãy Hằng test trên tay Hằng và tay Dịch Dương đấy, mọi người thấy tay Dịch Dương nó test ra nguyên một cái lớp mà nó đổi màu luôn, nó em luôn mọi người, nó gớm luôn á nha. Đấy thì những cái mà bã nhờn của mọi người nó sẽ được hòa quyện cùng với cái này, và khi mọi người chay nó sẽ cuộn tròn lại cùng với nhau, là nó giữ lại cái bã nhờn của mọi người và kết hợp cùng với cái chất của cái này nó tạo thành những cái cục cục đó nhá. Chứ không phải là những cái cục cục trên này nó toàn bộ đều là tế bào chết của mình trên da mặt của tụi mình hết thì không phải. Nhưng khi mọi người sử dụng xong, mọi người sẽ thấy cái mặt của mình nó sẽ sạch sẽ hơn rất nhiều. Sạch sẽ cái mặt của mình hơn rất là nhiều, và đặc biệt những cái khu vực mà nó có bã nhờn, những cái khu vực nó có nhiều bã nhờn, mọi người sử dụng lên xong mọi người sẽ thấy nó sạch lên rất là nhiều nhá. Thì nên chăm sử dụng tẩy tế bào chết cho da mặt của mọi người là khoảng tầm là ít nhất một tuần một lần, trung bình sẽ là 2 lần trong một tuần là ok mọi người ha. Rồi sản phẩm này hiện tại đang có cái giá là 119.000 cho một lọ xịt tẩy tế bào chết, xịt trực tiếp lên trên khuôn mặt của mình và tẩy, cứ thế mình tẩy thôi là ok nhé mọi người. 119.000 cho một sản phẩm nhá. Rồi sản phẩm này xin phép qua ha. Cô là chân bò, cô là chân bò. Nà, nhỉ khai hoán xeo. Ui dồ nhỉ nhớ à, nhỉ nhớ. Rồi đây nhá, bây giờ này mọi người ơi, mặt nạ mắt hả? Mặt nạ mắt trong giỏ hàng bà vô bà quốc thôi. Đang rẻ quá bởi vì Hằng lai qua mất tiêu rồi. Mặt nạ mắt Hằng lai qua mất tiêu rồi. Rồi bây giờ này mọi người ơi, Hằng lên lại cái dòng khẩu trang này cho mọi người. Khẩu trang gì nữa? Tăng dồn á. Tăng dồn. Rồi mọi người cho Hằng hỏi một xíu nhá. Có bạn nào mà mọi người hiện tại, Hằng biết là hiện tại đang mùa mưa, nên là có nhiều bạn mọi người sẽ nghĩ là mùa mưa nó sẽ không có UV và mọi người để cái da mặt của mình thẩm thẩm ra ngoài trời mưa luôn. Khẩu trang mùa nắng á, thì mình không cần phải nói rồi, mùa nắng chắc chắn là sẽ phải đeo, trời ơi không đeo chịu đâu có nổi. Nếu như mùa mưa, như mọi người nghĩ là mùa mưa không có UV, nhưng mọi người không đâu.
chỉ cần nó có mặt trời là nó có